Đây là một sản phẩm Zuvan, con máy mới và sản phẩm tầm trung của hãng Zuvan này. Nhưng nói đến tầm trung thôi, nhưng thực ra con này nó cải tiến rất là nhiều so với các dòng sản phẩm trước. Con máy này là nó có cái nhiều cái tính năng nó hay hơn. Đấy, nó cũng có cái đây mà nhiều cửa hàng rất là thích về cái việc là bảo dưỡng mấy lau chùi máy đấy. Tháo ra rất là dễ dàng. Hai cái trục dẫn hướng này chạy một thời gian nó bẩn. Nước bẩn nó kép các thực phẩm ở đây là tháo ra rất dễ dàng để lau chùi sạch sẽ. Con này nó có tính năng hay nữa mà cũng là điều người thích. Cái quầy đấy làm cao cho nên là hở được các cái lưỡi dao môn nhiệt này để có thể tháo ra và lau chùi vệ sinh rất là dễ dàng. Về cái ưu việt của con máy này thì thế còn các tính năng khác ấy, thì nó cũng như các dòng khác thôi. Đấy, nhưng mà nó có cái ưu việt nữa về cái bên trong. Con này thì nó sẽ dùng cái mảnh mà nó có nhiều cái thì nó khác dòng trước là cái điểm. Đấy. Con này nó điều khiển tất cả mọi thứ bằng cái các cái con mạch rất là cao cấp. Đấy. Sẽ chống được các cái độ mà chập cháy và bị dính. Đấy. Đấy, hạn chế được rất nhiều các cái lỗi mà thường gặp ở trên các cái dòng máy đời trước. Nó cũng có một cái ưu việt nữa mà rất là hay. Đấy, khi tháo cái con này ra cái là nó hở hết toàn bộ như này. Đấy. Và vệ sinh rất là dễ. Con này nó cũng không làm bất cứ một cái phần gì nhựa ở trong cái mâm nhiệt này. Đấy, cho nên đảm bảo độ bền rất là cao. Thường thường là các cái dòng máy khác trước đây làm đa phần là có các cái phần nhựa. Đấy. Các cái trục dẫn hướng này làm phần nữa, nhưng con này nó làm một hộp kim nhôm nên là rất là cao cấp, cho nên là độ bền của con này thì làm rất là cao. Đấy, con này tính năng của nó thì giống như các con khác thôi. Đấy, bởi vì nó là dòng tầm trung, các cái công tắc hành trình của nó làm bằng cơ. Đấy. Rất là bền, dễ sửa chữa và dễ vệ sinh. Con này khi tháo lưỡi dao là các cái con khác ấy, trước đây thường là phải rút cả cái mâm bên dưới này ra, phải tháo phần sau và rút cả mâm dưới này ra. Nhưng con này khi mà tháo lưỡi dao ra để vệ sinh chỉ cần vặn bốn con ốc này cái là đưa lưỡi dao xuống ra vệ sinh rất là dễ dàng. Con này có cái tính ưu việt. Về các tính năng khác thì nó cũng như các dòng khác thế thôi. Động cơ của Zuvan thì hầu như là nó thiết kế và sản xuất nó giống nhau cả. Tính năng của động cơ Zuvan thì mình thích nhất về cái động cơ của cột màng này sẽ rất là bền. Bởi vì mình đã từng sửa chữa nhiều, mình biết rồi các cái động cơ của Zuvan này là nó làm riêng biệt các cái con cụ này, còn các cái dòng kia nó chỉ làm các con cụ gốm. Dây cuốn của cái trong động cơ nó rất là nhỏ và nó hay bị chập cháy đứt. Đây là chiếc cò gà rất là đường nét. Tiếp theo tính năng của nó về các công tắc điều khiển này nó cũng làm cưới, cho nên là độ bền nó rất là cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.